Xin chào những người nghe mang dòng máu quy đỏ, chúc anh em một buổi chiều vui vẻ. Vào tối ngày hôm nay, MU sẽ có một trận đấu quan trọng trên sân nhà để gặp Nottingham Forest. Và 8 giờ tối nay, mình sẽ lên livestream để anh em ta cùng nhau cập nhật những tin tức mới nhất trước khi trận đấu diễn ra. Còn bây giờ, xin mời anh em đến với nội dung bản tin chiều này. MU và Nottingham Forest hàng công nổ súng. Ở mùa giải thứ 2 liên tiếp, Man United chỉ ghi được một bàn trong hai trận đấu đầu tiên ở Premier League. Đoàn quân của huấn luyện viên Ten Hag tung ra tới 22 cú sút về phía khung thành của Spurs nhưng không thể ghi được bàn thắng. Trước thời Ten Hag, Man United ghi được ít nhất 2 bàn ở 2 trận đầu mùa trong 12 mùa giải liên tiếp. Trong số 22 cú sút của Man United ở trận thua 0-2 trước Spurs, có một nửa thuộc về Bruno Fernandes với 6 lần và Casemiro 5 lần. Trong số 17 cầu thủ tung ra từ 5 cú sút trở lên mà không ghi được bàn ở Premier League, có tới 5 cầu thủ của Man United gồm Bruno Fernandes 7 lần, Marc Rashford 7 lần, Alessandro Garnacho 7, Anthony 6 và Casemiro 5. Người duy nhất ghi bàn cho Man United ở mùa giải này là trung vệ Raphael Varane từ một đường kiến tạo bất ngờ không kém đến từ Wan-Bissaka. Ghi bàn rõ ràng là một vấn đề nan giải đối với Quỷ Đỏ hiện tại. Huấn luyện viên Ten Hag cho biết đó là lý do buộc ông phải nỗ lực đem về một tiền đạo là Rasmus Højlund. Đáng tiếc là chân sút người Đan Mạch đang chấn thương. Dù vậy, Man United vẫn có trong tay một lá bùa may mắn mang tên Old Trafford. Dù chơi tốt hay dở, MU đều giành được kết quả như ý tại nhà hát của những giấc mơ dưới thời Ten Hag. Hiện tại, MU đã thắng 7 trận gần nhất ở Premier League. Trong 30 trận gần nhất tại sân nhà Old Trafford, MU giành 26 chiến thắng và 4 trận hòa. Lần gần nhất Quỷ Đỏ để thua trên sân nhà là vào tháng 8 năm ngoái. Trong khi đó, Nottingham Forest để thua ở trận đấu đầu tiên trên sân khách ở mùa này trước Arsenal. Trên thực tế, Forest không thắng trên sân khách ở Premier League trong 11 trận đấu gần nhất. Kể từ đầu mùa giải năm ngoái, Forest chỉ thắng 1 trong 20 trận rời khỏi sân nhà City Ground. Họ thua tới 14 trận trong giai đoạn này và đây là thành tích tệ nhất của một đội bóng ở Premier League. Trong khi điểm tựa của Man United là bầu không khí tại sân nhà Old Trafford thì Nottingham Forest lại dựa vào sự xuất sắc của một ngôi sao là tiền đạo Tayo Awoniyi. Anh là người mở tỷ số ở trận thắng Sheffield United cuối tuần qua. Awoniyi đã ghi bàn trong 6 lần ra sân gần nhất cho Forest. Chỉ có hai cầu thủ châu Phi từng ghi bàn trong 7 trận đấu liên tiếp ở Premier League, đó là Adebayor và Mohamed Salah. Awoniyi có thể đứng chung hàng ngũ này nếu tìm được đường vào khung thành của Man United. Tuy vậy, đó là một nhiệm vụ rất khó khăn bởi Quỷ Đỏ là một đội bóng thực sự khó chơi trên sân nhà. Đội hình của Man United đang có những sự sứt mẻ vì chấn thương với hàng loạt trụ cột như Mason Mount và Luke Shaw. Tuy nhiên, huấn luyện viên Ten Hag rất giỏi trong việc liệu cơm gắp mắm và nhiều khả năng vẫn có thể đem về chiến thắng cho đội bóng của thành Manchester. Tôi dự trận đấu này, MU sẽ có được chiến thắng với tỷ số 2-1. Còn anh em dự kết quả ra sao nhỉ? Chấn thương của Luke Shaw dần tệ hơn. Manchester United được cho là lo lắng chấn thương của hậu vệ Luke Shaw đang dần tệ hơn và có thể phải nghỉ tới 2 tháng do chấn thương cơ. Dự kiến Luke Shaw sẽ phải bỏ lỡ thi đấu trong vài tuần tới. Nhưng chấn thương của anh được hiểu là nặng hơn so với câu lạc bộ suy nghĩ ban đầu. Theo tờ Manchester Evening News, Quỷ Đỏ đang tìm kiếm một hậu vệ cánh trái để thay thế trong khoảng thời gian vắng mặt của Luke Shaw có thể kéo dài lâu hơn dự kiến. Mặc dù vậy, MU hiện vẫn chưa tìm được cái tên nào phù hợp. Ngoài Luke Shaw, Man United vẫn còn có Tyrell Malacia đã ở vị trí hậu vệ cánh trái. Tuy nhiên, cầu thủ người Hà Lan cũng đang gặp phải chấn thương và chưa biết bao giờ mới có thể quay trở lại. Trong khi đó, Brandon Williams đã gia nhập Ipswich Town theo dạng chờ mượn một mùa giải. Hiện tại, cầu thủ trẻ Alvaro Fernandez là hậu vệ trái duy nhất phù hợp với huấn luyện viên Ten Hag và anh có thể ra đi khi câu lạc bộ Granada đang dành sự quan tâm đến hậu vệ 20 tuổi này. Dalot cũng có thể là cái tên phù hợp khác cho vị trí hậu vệ cánh trái khi anh có thể chơi ở vị trí trái và hậu vệ phải. Nhiều khả năng Ten Hag sẽ sử dụng anh ở vị trí hậu vệ cánh trái thay cho Luke Shaw đang gặp chấn thương. Lisandro Martinez cũng có thể là sự thay thế phù hợp cho Luke Shaw khi trở về người Argentina thuận chân trái. MU tự tin hoàn tất chữ ký với Amrabat. Chuyên gia chuyển nhượng ý Gianluca Di Marzio cho biết Man United đang rất tự tin trong thương vụ Amrabat. Sau hai trận mở màn mùa giải, Erik ten Hag có lý do để lo lắng cho hàng tiền vệ của mình. Bộ ba Casemiro, Bruno Fernandes và Mason Mount không thể chơi ăn ý với nhau. Chấn thương mới đây của Mason Mount càng khiến vị chiến lược gia người Lan phải đau đầu. Từ lâu, MU đã nhắm đến để mua Sofia Amrabat của Fiorentina. Tuy nhiên, vẫn chưa có lời đề nghị chính thức nào được gửi đến Ý. Với tình hình hiện tại, Quỷ Đỏ buộc phải cấp rút hoàn tất thương vụ này, Di Marzio cho biết. Man United tự tin việc chiêu mộ Amrabat sẽ thành hiện thực vào giai đoạn cuối cùng của kỳ chuyển nhượng. Amrabat được cho là muốn đến sân Old Trafford và đã thỏa thuận cá nhân với Quỷ Đỏ, nhưng cho đến lúc này
MU vẫn chờ đợi vì những lý do không rõ ràng. Đã có thông tin cho biết Quỷ Đỏ đơn giản là đã hết tiền và đang chờ đợi để bán cầu thủ. Việc bán Anthony Elanga và Fred cũng không khiến tình hình khác đi. Tất cả điều này khiến nhiều người phải đặt câu hỏi rằng liệu Ten Hag có thực sự muốn Amrabat hay không. MU xác nhận không mua thêm tiền đạo. Erik Ten Hag khẳng định MU sẽ không ký thêm tiền đạo mới, nhưng nếu được thì sẽ mang về một hậu vệ cánh trái thay cho Luke Shaw đang gặp chấn thương trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa. Chấn thương của Luke Shaw và Malaysia khiến huấn luyện viên Ten Hag không còn hậu vệ cánh trái nào cho trận đấu MU tiếp đón Nottingham Forest vào 21 giờ tối nay. Nhà cầm quân người Lan khả năng sẽ dùng hậu vệ cánh phải Dalot để chữa cháy trong tình hình hiện tại của Quỷ Đỏ. Về tân binh Rasmus Højlund, tuy tham gia tập luyện cùng đội nhưng vị thuyền trưởng của MU cho biết chân sút người Đan Mạch cũng sẽ không sẵn sàng ở vòng 3 này mà sẽ ra mắt ở trận đại chiến với Arsenal. Có những suy đoán MU có thể đang tìm cách mang về một tiền đạo mới ở những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè. Trong bối cảnh Martial thường xuyên không khỏe mạnh, Mason Greenwood xác nhận đã rời Old Trafford. Tuy nhiên, huấn luyện viên Ten Hag khẳng định sẽ không có việc này. Ông trả lời phỏng vấn: "Không, MU sẽ không mua thêm tiền đạo. Chúng tôi có 7 cầu thủ trên hàng tấn công và còn một số tài năng trẻ từ học viện sắp ra mắt. Rasmus Højlund sẽ ra sân từ tuần tới. Có cậu ấy, rồi Martial, MU sẽ có chỗ dựa. Chúng tôi cũng có Rashford ở đó. Chúng tôi có đủ cầu thủ chất lượng để đảm bảo vị trí trung phong." Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận MU đang tìm cách để mang về một hậu vệ cánh trái mới sau khi Luke Shaw bất ngờ dính chấn thương. "Có thể là MU sẽ tìm cách để ký với một hậu vệ cánh trái. Chúng tôi phải lường trước các tình huống. Nếu có cơ hội, MU sẽ làm điều đó, nhưng đó phải là cầu thủ phù hợp. Còn không, chúng tôi sẽ tìm cách giải quyết vấn đề từ đội hình đang có. Trước mùa giải, MU đã lường đến các kịch bản có thể xảy ra và chúng tôi sẽ có giải pháp." MU có thể thay đổi quan điểm với McTominay. Quỷ Đỏ đã tiếp tục chi tiêu mạnh tay vào mùa hè này, đi kèm với đó là chia tay một số cầu thủ. Scott McTominay nằm trong nhóm có thể ra đi trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa. Tuy nhiên, theo ký giả Ian Ladiman, Man United có thể sẽ quyết định giữ McTominay ở lại vì lo lắng về chấn thương của Mason Mount. Ký giả này nhận định: "Hôm nay chúng ta được biết rằng ít nhất Mason Mount sẽ phải ngồi ngoài cho đến kỳ nghỉ thi đấu quốc tế. Vì vậy, dù chấn thương đó là gì, Man United vẫn chưa nói rõ nó là gì. Người của Mason Mount cũng chưa nói nó là gì. Nhưng dù chấn thương đó có là gì thì rõ ràng sẽ khiến cậu ấy phải ngồi ngoài một thời gian. Vì vậy, bạn tự hỏi liệu họ có thay đổi quan điểm về McTominay hay không?" Chiến lược chuyển nhượng kỳ lạ của Man United. Đội bóng của Erik Ten Hag đã phải trải qua một giai đoạn khởi đầu mùa giải không mấy lý tưởng nữa với chiến thắng xít sao trước Wolves, sau đó là thất bại trước Tottenham. Trong cả hai trận đấu, Ten Hag đã triển khai bộ ba tiền vệ gồm Bruno Fernandes, Casemiro và bản hợp đồng của mùa hè Mason Mount. Sutton đặt câu hỏi về chiến lược chuyển nhượng tự do của MU và cảnh báo rằng việc cho phép Scott McTominay ra đi có thể là một điều đáng lo ngại. Cựu cầu thủ này cho biết: "Ý tôi là, bạn sẽ biết điều này rõ hơn tôi, nhưng điều đó có vẻ khá kỳ lạ khi Manchester United bây giờ cần phải bán cầu thủ thì mới có thể mua. McTominay là một trường hợp kỳ lạ phải không? Bởi vì tôi vừa xem họ thi đấu với Tottenham tuần trước, tôi thực sự nghĩ rằng họ có thể đang thiếu một mẫu người như cậu ấy. Tôi nghĩ nếu liên quan đến McTominay, tôi sẽ không vội vàng đuổi cậu ấy ra khỏi cửa." McTominay đã nhiều lần được cho là sẽ chuyển đến West Ham vào mùa hè này. Nhà vô địch Euro Conference League của David Moyes được cho là rất muốn có được chữ ký của cầu thủ người Scotland. Trên đây là những thông tin nổi bật liên quan đến đội bóng ngày hôm nay. Để cập nhật sớm nhất tình hình của đội bóng thân yêu, mời anh em hãy like, share và đăng ký kênh. Xin trân trọng cảm ơn.